ngày 26 tháng 11, ban giám khảo cuộc thi Nhà tôi mái ấm vừa có buổi trao đổi và chấm giải tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Diễn ra từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11, cuộc thi Nhà tôi mái ấm do báo Tuổi Trẻ và công ty xi măng INSEE tổ chức đã nhận được gần 360 bài dự thi, trong đó có 40 bài được chọn đăng trên Tuổi Trẻ Online, báo in và 12 bài lọt vào chung khảo. Thật ra là mình khá là bất ngờ khi mà nhận được những cái bài dự thi. Có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái chất lượng của bài dự thi. Có nghĩa là các bạn là những người không phải là chuyên nghiệp nhưng mà các bạn viết rất là tốt. Và cái thứ hai quan trọng hơn là mình cảm thấy cũng rất là vui là rất là nhiều bài họ hướng đến những cái giá trị xanh và những cái mảng thiên nhiên rất là nhỏ trong những cái không gian nhà của mình. Và điều đó là không phải là điều mà các bạn mong muốn trong không gian sống mình, và bản thân như mình là một cái người làm nghề, mình cũng đang hướng đến cái điều đó. Có những cái điều mà lâu nay trên báo và trên mạng đó ít nói, thì qua những cái bài này thì có rất là nhiều cái mà họ đã bật ra, đó là cái tình cảm gia đình, rồi những cái không gian mà lâu nay chúng ta hầu như bỏ quên thì bạn đọc đã gửi gắm lại. Một cái góc vườn nho nhỏ, hoặc là một cái ban công nho nhỏ, hoặc là một cái kiến trúc mà nó mang tính đặc thù địa phương và sử dụng những cái vật liệu đúng nơi đúng chỗ, là cái không gian sống của chúng ta lâu nay chúng ta quan niệm theo một chiều, và bây giờ chúng ta sẽ có được rất là nhiều chiều để lựa chọn. Và qua cái cuộc thi thì bạn đọc sẽ hình dung ra là cái tổ ấm của mình tương lai sẽ như thế nào. Và đó là một cái để nâng cái giá trị của chất lượng của cái cuộc sống. Thì thật sự ra thì mình nghĩ là đối với những cái người sống trong những cái không gian của ngôi nhà, thì dù họ nhiều tiền, ít tiền, hoặc người trẻ hay người già, thì họ cũng đều cần một cái chất lượng sống hết. Làm thế nào để nhà tôi thực sự là mái ấm bình yên, để mỗi chúng ta đều cảm thấy nhớ nhung khi đi xa và ấm áp mỗi khi trở về. Đó cũng chính là những giá trị sống nhân văn, bền vững mà cuộc thi Nhà tôi mái ấm muốn gửi gắm và lan tỏa đến đông đảo bạn đọc. As you know, INSEE was one of the largest building material suppliers in South Vietnam. So houses and actually more particularly homes, I suppose, are very much an interest for us. The My Happy Nest concept is a wonderful one, right? It's not just about houses. Houses are the structures. Homes are really where the heart is. And we saw this as an opportunity to participate in a creative writing competition where people could express how they see their home or their living space in a positive way and share it with others. You know, I think all of us, when we walk inside our home, feel different, right? It feels somehow more relaxed, it feels more enjoyable, and we see this as a great opportunity to bring some of those things out and share them with other people. Share some happiness, you know, my happiness, right? Share that concept with others. So it's about bringing, you know, those values and that very enjoyable sort of life to life. And it fits very well with our ethos, as I said, about build for life and bringing that to the fore. Sharing those stories, sharing those happy memories with people. Mình cũng cảm thấy vui là tại vì báo Tuổi Trẻ và các bên đã tổ chức một cuộc thi như vậy, thì thật ra là những cái không gian sống và những không gian sống chất lượng thì nó rất là cần một cái sự quan tâm của tất cả mọi người. Và qua những cái dịch bệnh hoặc cái thời buổi Covid này, thì lúc đó mình mới thấy tầm rất là quan trọng của một cái không gian sống. Thì khi mà mình có sự quan tâm thì chắc chắn là mình sẽ có sự chăm chút, và chính sự chăm chút đó nó sẽ là tạo nên một cái sự kết nối và những cái tình thân của trong gia đình. We also found that working with media here was a wonderful opportunity. As I understand, this company is I think the third ranked in the world for a Vietnamese language, and also of course celebrating 18 years on the 30th of November. So we saw it as a great opportunity to participate in marking that, and as I said, bringing some of these wonderful stories to life.